những cái mô hình ở khác nữa, chẳng hạn như là mô hình ở theo kiểu phường phố, ở những cái khu phố cổ hay là những khu phố Pháp. Rồi sau này thì đấy là sự hình thành nên các cái khu tập thể từ những cái khu vực trung tâm vùng lõi cho tới những cái vành đai 1 và vành đai 2, và đến sau này nữa là chúng ta thấy các cái khu chung cư mới, khu đô thị mới mọc lên. Thì cả một cái tiến trình lịch sử như thế thì mỗi một cái khu nhà ở nó mang những cái đặc thù riêng, và nó là một cái sự đánh dấu cho một cái quá trình phát triển của một đô thị. Thì tôi hình dung là cấu trúc đô thị nó như là một cái tổng thể, nó gồm rất nhiều các lớp lan và nó như một cái bức tranh khảm, và mỗi một cái khu vực dân cư hay một khu ở thì nó là một cái tấm ghép cho một cái tổng thể đó. Thế cho nên mất đi một cái tấm ghép nào thì rõ ràng là chúng ta mất đi một cái giá trị, không chỉ kiến trúc mà giá trị văn hóa của một cái địa phương hay của một cái thành phố. Hôm nay cũng như bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, chị Nguyễn Thị Thanh Mai hiện ở Minh Khai, Hà Nội, tranh thủ thời gian sau giờ làm để ghé thăm căn hộ cũ của mình ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Kể từ khi lấy chồng năm 1996, chị đã bắt đầu cuộc sống mới tại một căn hộ tập thể khoảng 45m2, nằm trong khu có vệ sinh khép kín với diện tích khá rộng dành cho cán bộ bao cấp vào thời điểm đó. Hơn 20 năm sống trong căn hộ tập thể chung cư cũ dành cho hai thế hệ, chị Mai không khỏi lưu luyến khi phải chia tay không gian sống ngập tràn kỷ niệm cùng gia đình nhỏ để chuyển đến nơi ở tại chung cư mới. Có lẽ là bây giờ thì đã chuyển đến một cái nơi ở khác rồi, nhưng mà những cái kỷ niệm mà khi bắt đầu về đây ấy, có lẽ là nó cũng không bao giờ phai mờ trong cái tâm trí của tôi cả. Và có thể nói là mặc dù cái chất lượng ở cũng như là cái không gian thì cũng bé nhỏ thôi, thế nhưng mà cái tính kết nối gia đình, tính kết nối hàng xóm chắc không thể có được ở trong những cái không gian mới, trong các cái khu chung cư hay là những cái khu biệt thự. Nếu mà xét về mặt cấu trúc, về mặt tiện ích và chất lượng thì đương nhiên là những cái gì mới thì nó cũng sẽ có những cái ưu việt hơn để nó khắc phục những cái cấu trúc nhà ở cũ. Tuy nhiên thì nếu mà xét về cái hồn hay là ta xét về mặt ký ức thì những cái gì mà nó đã gắn bó với chúng ta trong một cái khoảng thời gian dài, và đặc biệt là trong cái quá trình mà trưởng thành, rồi từ khi mà còn nhỏ lớn lên rồi sinh sống ở đó, thì rõ ràng là nó cũng sẽ là những cái ưu thế về mặt ký ức và về mặt tinh thần nhiều hơn. Mỗi dịp về nhà cũ cũng là lúc chị Mai tranh thủ sang thăm mẹ chồng, bà Chu Thị Yến, năm nay 83 tuổi. Hiện bà vẫn sinh sống cùng gia đình anh trai chồng của chị Mai ở căn hộ cũ cùng khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Chuyển đến sống tại căn hộ này từ năm 1964, bà Yến cũng chính là một trong những công dân đầu tiên và lớn tuổi nhất của khu tập thể Nguyễn Công Trứ, khu tập thể lâu đời thứ hai của Hà Nội. Ông chồng tôi, ông ấy làm ở ở Bộ Đại học, cái khu Công Trứ này khánh thành cái đó, phân về đây luôn. Về đây ở thì đông lắm, hai gia đình mà chỉ có hai phòng này, có 50 mét thôi. Ở chật chội lắm, cái phòng này là 6 người này, xong xong cái 4, có 2 phòng thôi. Xong rồi mãi ở năm 90, năm 91 thì mới cơi nới ra. Cơi nới ra nó mới rộng ra được một tí. Thế còn cái bếp ở dưới nhà thì cũng 10 gia đình chung cái bếp đấy. Có 9 mét thôi.
chung cả hai gia đình 10 người ở cái bếp đấy. Thì ở trong này nó đầy đủ, không phải đi ra đến ngoài kia, quanh quẩn trong này thôi. Thành ra cứ thích ở trong này. Có chợ, tôi còn đi bán hàng mãi ở đây. Trường học thì có, cũng ở trong này. Trường mẫu giáo cũng có ngay lúc bấy giờ rồi. Các cháu đi học trường công chứ này mới trường đoàn kết. Cứ đi làm công nhân ở văn phòng phẩm Hồng Hà đấy thì là về thì lại là lo cơm nước cho mấy bà cháu, năm bà cháu ăn uống. Mà nhà ông nhà tôi ông mất sớm, thành thử ra cũng gia đình kinh tế cũng hơi khó khăn, thành thử ra là bà cháu cũng vất vả. Thế năm bà cháu cũng khổ lắm, ăn thành ra cứ ở đây suốt từ cái năm mà khu này khánh thành đến giờ, đến bây giờ 50 năm rồi đấy. Khu tập thể Nguyễn Công Trứ rộng 6 hectare, gồm 16 dãy nhà chung cư 4 tầng chạy song song với con đường cùng tên. Những căn hộ tập thể ở đây tầm từ 40 đến 50 mét vuông, được thiết kế nằm hai bên một hành lang giữa. Thời trước, cũng như rất nhiều hộ dân khác tại đây, tất cả các không gian sinh hoạt của gia đình bà Yến, chị Mai như thờ cúng, tiếp khách, ngủ nghỉ, làm việc của bố mẹ hay học tập của con cái thường chỉ tập trung tại một căn phòng lớn, nơi tất cả các thành viên gia đình luôn quây quần, đầm ấm bên nhau. Mỗi tầng chỉ có hai khu công trình phụ và bếp dùng chung cho tất cả các căn hộ trong tầng. Cuộc sống tuy khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng có lẽ điều luôn đủ đầy chính là tình cảm giữa con người với nhau, là sự kết nối của mỗi cá nhân với cộng đồng. Không gian chung ở đây thì có lẽ là ngay từ những cái chiếu nghỉ hay là những cái sân chơi giữa các cái dãy nhà thì đều là những cái không gian mà nơi tập trung cho người già, trẻ em, rồi kể cả cái thanh niên trẻ cũng có rất nhiều các hoạt động. Và nếu như mà so sánh với lại những cái tiêu chí mà của không gian ở thành phố sống tốt thì tôi nghĩ là đúng là đa chức năng. Vừa là dành cho người già nghỉ ngơi, nói chuyện, trẻ em thì chơi với nhau những cái trò chơi rất là truyền thống. Thế rồi thanh niên thì có khi là đá bóng, rồi đá cầu. Thế ngoài ra thì ngày trước ấy thì nước thì là nước cũng cung cấp cho dạo là công cộng ấy, vòi công cộng thì chúng tôi xuống dưới cái vòi công cộng để vừa giặt rũ này, rồi xếp hàng để hứng nước này. Thế và chính những cái khoảng thời gian đó là những khoảng thời gian mà có để có thể giao lưu với nhau. Trước ấy ở dưới này này chưa xây cái nhà N3 này thì có một cái vườn ở dưới đấy. Vườn đấy xong rồi dòng cây chuối, rồi có một cái nước công cộng, có cái trụ thế này này xây ống nước ở đấy. Thì bà con thì ở trên này toàn xuống dưới dùng nước giặt rũ ở dưới đấy. Bà con nói chung là ở đây là quây quần, nói chung là cái nhà dây ba này rất là bà con ấy lắm, đoàn kết, bảo nhau không có bao giờ biết cãi nhau sâu sát cái gì cả. Tập thể Nguyễn Công Trứ, đó là cái tên mà mỗi khi nhắc đến, lòng tôi lại bồi hồi bao nhiêu cảm xúc, tràn về ký ức tuổi thơ, tuổi trẻ, ký ức những năm tháng chiến tranh và thời kỳ bao cấp mà tôi đã sống, đã gắn bó với nơi này, tràn về nỗi nhớ. Có thể với ai đó không thể tưởng tượng nổi khi cả ba thế hệ có thể vui sống chung trong một căn phòng 24 m² ở những khu tập thể cũ nát, nhưng với nhiều người đó là một ký ức. Với người già thì đó là ký ức về những năm tháng khốn khó nhưng đầy tình người, với chúng tôi thì đó là một mảnh tuổi thơ thật tuyệt mà bây giờ lũ trẻ không thể có.
Những ký ức của bao người từng sống ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ có lẽ cũng là ký ức chung của rất nhiều người đã và đang sống ở các khu chung cư kiểu cũ, rải rác trên khắp đất Hà Thành, nơi mà mô hình những khu nhà tập thể theo kiểu chung cư xuất hiện đầu tiên và nhiều nhất tại Việt Nam những năm tiền đổi mới. Tôi sống ở đây là đã hơn 20 năm rồi. Mà ở cái khu tập thể Kim Liên này nó có một cái đặc thù là cái tình hình an ninh và các cái chương trình vui chơi thể thao thì rất là tốt. Mà bà con ở đây sống rất là gắn bó, tuy là cái nơi này nó cũng đã nhiều năm, nó cũng đã cũ rồi đấy, nhưng mà chúng tôi cũng rất là muốn gắn bó ở đây, cũng không muốn chuyển đi nơi nào cả. Bà con ở đây sống với nhau rất là tình nghĩa, nó cũng giống như ở các cái vùng nông thôn ấy, tình làng nghĩa xóm thì ở đây nó là tình khu phố và các cái bê với nhau. Ví dụ như là công kia việc này thế rồi thì là vui buồn là đều chia sẻ. Cho nên là các cái lớp trẻ thì các em nó có thể đi ra khu chung cư, nhưng mà các cụ là chỉ muốn ở lại đây thôi. Tôi ở đây từ những năm 1976. Và tôi gắn bó từ năm 1976 cho đến hôm nay. Và có lẽ mãi mãi cho đến khi đi Văn Điển. Lý do, một trong lý do không phải vấn đề kinh tế, vấn đề vật chất, không phải là nhà cao cửa rộng như hôm nay, những cao tầng bên cạnh những cái khu tập thể cũ, mà chính là vấn đề tình người. Nhớ lắm, không muốn đi một tí nào. Về góc độ là những người già thì không ai muốn rời khỏi cái khu tập thể cũ, lên cao tầng và đi nơi khác. Bởi vì đấy là một trong nhu cầu sống của người ta. Một trong nhu cầu sống là phải giao lưu, tiếp xúc và tình cảm, chứ không phải chỉ ăn, không phải quần áo. Có lẽ cái đấy là cái chính. Cái thứ hai là cái lớn hơn, nói rộng hơn là ở đây Bác Hồ đã về thăm ít nhất là 2 lần. Và đối diện với chúng ta đây là nhà lưu niệm Bác Hồ, đây là đài liệt sĩ. Còn riêng tôi, anh tôi cũng là gia đình thương binh, tôi ra đây tôi quét sân là để quét cho anh tôi. Cho nên vậy cho nó có nhiều cái gắn bó về mặt tinh thần, tình cảm. Nói chung là tôi thì coi như là sống ở đây thì coi như từ bé thôi, thì coi như là xung quanh đây thì nó là tình làng nghĩa xóm thì anh em vẫn là tình cảm. Còn lúc nào rảnh rỗi thì lại cho coi như là ra đây chơi. Sau khi thủ đô giải phóng năm 1954, nhiều khu nhà ở tập thể theo kiểu chung cư có quy hoạch và thiết kế đồng bộ thành các dự án trong khoảng 3 thập kỷ 60, 70, 80 của thế kỷ 20 bắt đầu được xây dựng. Giống như tên gọi, khu tập thể là không gian sống mang tính cộng đồng cao, có thể nói là nơi ở lý tưởng nhất của người dân Hà Nội thời kỳ bao cấp. Trải qua hàng chục năm tồn tại và phát triển, những căn nhà này cũng có nhiều thay đổi về hình dạng và cấu trúc. Điển hình nhất là các khu ở cao tầng có quy mô lớn. Một mô hình mới của nền kiến trúc xây dựng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được hình thành đầu những năm 1960 như khu tập thể Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Quỳnh Lôi. Nhà ở được bố trí theo hình thức tiểu khu, gồm nhóm nhà ở, hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, sân vận động, cửa hàng bách hóa và cả hệ thống xử lý nước thải. Nhà ở cao từ 4 đến 5 tầng, thiết kế chạy dài và song song với nhau. Giữa các dãy nhà trồng cây xanh, bố trí sân chơi cùng với hạ tầng hoàn chỉnh. Đa số điều kiện sống ở các khu này chỉ đáp ứng những nhu cầu về không gian sống tối thiểu thời bấy giờ của người dân. Thời chúng tôi thì là cấp đất, nhưng mà nhiều anh là không dám nhận vì không có tiền để xây dựng, cho nên là xin nhà tập thể để ở. Riêng cái khu này thì chúng tôi về từ năm 94. Tôi là người cũng là đầu tiên, nhưng hầu hết là diện tích nó hẹp, chủ yếu là các hai vợ chồng bảo là phù hợp. Chứ còn diện tích có 40 mét, tổng diện tích là 40 mét, 41 mét một căn hộ. Tôi thì cũng đã được từng sống qua các khu tập thể, mà đó là của những cái khu tập thể cũ ngày xưa xây từ những năm 55, năm 80. Thì tôi thấy là cái cảm xúc của tôi thì đó là cái hồi mà tôi còn bé lắm.
thì cái khu tập thể nó sống được cái là tất cả các trẻ con sống rất là vui vẻ, các bạn là chơi với nhau mà cứ gọi nhau đi học thì cùng rủ nhau, về ngày xưa đi học và theo tuyến trên là cùng một khu đi học với nhau và gọi nhau rất là sum vầy, và các gia đình thì có cái gì thì cũng hay nói chuyện trò với nhau, hàng xóm thì thân thiện hơn. Cấu của cái nhà tập thể cũ thì như ngày xưa cái khu của tôi ở ấy thì chỉ có 5 tầng thôi chứ không như là các khu bây giờ, và các cái không gian sinh hoạt chung ấy, sinh hoạt chung thì cũng đã nhỏ hẹp rồi, cái hành lang thì cũng rất nhỏ hẹp, cầu thang cũng nhỏ hẹp và tối, nhưng mà không gian sinh hoạt riêng thì cũng cao nhất thì cũng chỉ là những căn hộ nó chỉ có 32 m² mà thôi, mà một tầng thì có khoảng 8 hộ như thế, dao động từ 20 cho đến 32 m². Đúng là cái diện tích nhà của cái khu nhà cũ ngày xưa thì theo cái cơ chế thời bao cấp thì nó rất là bé, rất là chật hẹp, nên là bố mẹ con cái là luôn luôn là quần tụ quây quần hơn, nên là dù là mình học bài thì bố mẹ mình có thể ở ngay bên cạnh mình rồi sát đấy, chứ còn mình cũng không phải ăn cơm thì bữa cơm nó cũng chật hẹp lắm, toàn những ngồi cái mâm mà ngồi dưới đất thôi, thế nhưng mà cảm thấy cái bữa cơm nó ấm cúng hơn. Đến những thế hệ nhà tập thể từ thập niên 70, Hà Nội đã phát triển những mẫu nhà lắp ghép tấm lớn 5 tầng mang nhiều ưu điểm hơn, có quy mô và tiện nghi tốt hơn. Mỗi nhà đều có khu vệ sinh và bếp riêng, đó là những khu tập thể như Trung Tự, Thành Công, Giảng Võ. Những căn nhà tập thể chật chội này là nơi ở của nhiều thế hệ trong một gia đình. Cũng bởi vậy mà người dân đã tận dụng cơi nới triệt để nhiều khoảng không gian xung quanh căn hộ tập thể của mình, như thêm một tầng nhà phía trên, một căn phòng phía trước sân hay một lầm sắt sau hông nhà, mà sau này người ta vẫn quen gọi là chuồng cọp, đặc trưng của các khu tập thể cũ. Chính xác là từ năm 1992 khi mà nhà nước bắt đầu bán lại những cái diện tích do nhà nước quản lý cho cái người dân ở tại các cái khu tập thể này, thì tôi thấy là cái tốc độ cũng như là cái mức độ mở rộng không gian là nó nhanh hơn và có thể nói là đôi khi cũng không kiểm soát được. Tuy nhiên là đây cũng có thể được xem như là một cái sự thích ứng với lại một cái hoàn cảnh và điều kiện mới thôi. Khi mà người dân cái nhu cầu ở người ta cao lên và nhà nước cũng không thể kịp thời cung cấp những cái đủ một cái tiện ích cho người dân, thì người dân sẽ là cái người mà tự điều chỉnh để có được một không gian tốt hơn. Chuồng cọp, chuồng chim là một khái niệm đã quá quen thuộc với người dân Hà Nội, nhất là những ai đã từng sống ở những căn hộ tập thể với diện tích nhỏ hẹp. Không gian tự phát phổ biến nhất được lắp ghép đúng nghĩa của những dãy nhà tập thể này là những cái lồng sắt lô nhô ở mặt tiền, phía sau hay bên hông nhà. Chỉ thêm chút diện tích nhỏ nhỏ ấy thôi mà có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau như làm kho, chỗ đun bếp hay thậm chí có thể bọc lại thành phòng ngủ nhỏ. Những cái lồng thò ra thụt vào với đủ mọi kích cỡ, hình dáng, màu sắc như những chiếc ba lô đã trở thành nét đặc trưng riêng của những khu tập thể cũ Hà Nội một thời. Mảnh đất ấy, khu tập thể của những khối ghép chuồng chim, chuồng cọp ấy đã nuôi dưỡng tôi, làm chứng nhân của tuổi thơ tôi. Nhìn thấy những rung động đầu đời, những mối tình, những buồn vui, hạnh phúc, đắng cay. Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều gắn bó. Tôi thì tôi nhớ là đặc trưng nhất là cái thời chúng tôi còn thời bao cấp mà chúng tôi phải đi xếp hàng. Thì cả một khu tập thể khi mà người ta thông báo là đợt này nó có về gạo ngon thì tất cả chúng tôi là cũng đều là đi xếp hàng thay cho bố mẹ. Đến giờ thì bố mẹ thì ra bố mẹ đồng và thành ra rất là vui, bạn bè thì líu díu vừa xếp hàng, có bạn thì vẫn vừa đọc sách này vừa đọc truyện và vẫn có thể nói chuyện với nhau trong cái lúc xếp hàng để đợi cho bố mẹ ra mua đồ. Và giữa các căn tập thể, giữa các cái tòa tập thể thì nó hay có những cái bể nước công cộng. Thì ngày xưa thì cũng hay mất nước và chúng tôi cũng vẫn có những lúc mà mất nước thì phải xách nước từ các cái bể công cộng đấy để về cho gia đình dùng. Thứ thì mọi người hay thông báo trên bảng tin, ví dụ như là gia đình nhà ai mà có công có việc thì cũng đều thông báo bằng bản tin.
khu tập thể cũ thì những cái cầu thang của họ thì sẽ thấp và nó nhỏ hẹp, mà về đèn điện ở đấy thì cũng tối lắm. Ngày xưa thì mọi người cũng đều đưa xe đạp ở đây trên nhà, mà tập thể thì nó có những cái chỗ mà góc ngách và chúng tôi vẫn chơi ú tìm ở trong đó. Ở đây thì chúng tôi là vì cái thiết kế cầu thang chung, rồi thì là hành lang rộng chung, cho nên cái sinh hoạt của khu ấy, là nó mang tính cộng đồng nhiều hơn đấy, chứ không riêng biệt. Bậc cầu thang đối với tôi là nơi lưu giữ những bước chân của người dân trong khu tập thể này, là nơi để các bố, các anh chuyện trò sang sàng và bọn trẻ con trí chóe mỗi buổi sáng đi tập thể dục. Cầu thang là nơi các bà, các mẹ, các chị rôm rả khi đi chợ về, xoay quanh chuyện giá cả, chợ búa, cơm nước và con cái học hành. Tuổi thơ ơi trở lại xếp hàng, đong gạo độn, cá đồng tiền tem phiếu, xô thùng nước nối dài ngượng nghịu, than tổ ong mờ mịt đón mẹ về. Tuổi thơ ơi tìm lại mùa hè, nhễ nhại quá tối đèn dầu hỏa, bố đánh cờ các mẹ quạt rôm rả, trẻ con chờ hét toáng có điện rồi. Tuổi thơ ơi đi khắp phương trời, những nẻo đường xa đến nao dạ, cứ ngóng về cầu thang sờn nỗi nhớ. Những khu nhà tập thể Hà Nội đã trở thành một mảng ký ức, tuổi thơ đẹp với biết bao thế hệ, trở thành đề tài sáng tác của bao nhà văn, nhà thơ, họa sĩ. Sống tại thành thị, nhưng khu tập thể còn lại trong ký ức của mỗi người dường như mang dáng vẻ đời sống của một cái làng, nơi đầy tình thân hữu và gắn bó, nhưng cũng không thể thiếu những câu chuyện vui buồn. Bao năm tháng trôi qua, với bao người đến kẻ đi, những khu tập thể cũ vẫn tồn tại như một dấu ấn lịch sử giữa không gian ngày càng hiện đại của thủ đô. Cùng với thời gian, những khu tập thể cũ hiện nay cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế như xuống cấp, phát sinh nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường chung, không còn đảm bảo điều kiện sống hiện đại bởi sự chật chội, quá tải bởi cơi nới lấn chiếm so với thiết kế ban đầu. Đến bây giờ thì hầu hết tầng 5 là bị ngấm dột. Ngấm dột nhưng mà các hộ đều phải đầu tư sửa chữa, mỗi hộ khoảng độ 25 đến 30 triệu một hộ ở trên tầng. Bởi vì cái gạch cũ nó ốp, nó không được hợp lý lắm, cho nên là thấm xuống thì nó lại không thấm ngay đấy, thì nó lại ngấm ở chặt dẫn tới là cứ khi nắng lên thì mới bị dột đấy, thì trong nó bốc hơi, nó phá đi đấy, cho nên là trên đấy, trên tầng thượng là chúng tôi phải làm lại hầu hết tất cả các nhà. Bây giờ thì nền kinh tế thị trường nó phát triển, thế thành ra những cái khu tập thể cũ với cả những cái kết cấu cũ bây giờ nó trở thành lạc hậu. Mà vì cũng là nền kinh tế thị trường trên là tất cả các cái mặt đường thì bỗng dưng là trở thành những cái cửa hàng và các khu tập thể cũ sẽ bị lấn chiếm rất là nhiều để trở thành các hàng, các quán, và cũng nhu cầu người dân thì ở nó lớn hơn, bất bí, và các khu nhà tập thể sẽ bị người ta cơi nới ra để trở thành cái cộng đồng, cái khu dinh quả riêng. Thành ra là các khu tập thể bây giờ bỗng dưng là về cái mỹ quan thì nó làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nó xấu đi và thậm chí là ảnh hưởng đến cả kết cấu của ngôi nhà. Công của thành phố là sẽ thay đổi các cái khu tập thể này trở thành những cái chung cư mới hiện đại hơn. Thì theo tôi là tôi cũng đã người sống qua, thực ra nó là một cái kỷ niệm từ thời bé, nó cũng có một chút tiếc nuối, đó là những cái chỗ mà mình đã từng ở, từng sống. Thì đấy là cảm giác tiếc nuối thôi, nhưng mà theo tôi thì đúng là đấy là chủ trương tốt của thành phố, bởi vì là những cái nhà tập thể cũ đấy hiện giờ thì nó đã xuống cấp rất là nhiều, trầm trọng, thậm chí là có chỗ thì ẩm mốc mà sụt lún rồi, thì chúng ta cũng cần phải lên thay đổi theo cái nhịp sống mới, thì cần phải thay đổi cho một cái cuộc sống nó văn minh hiện đại hơn. Nói cho cùng ra, nếu mà để mà coi như theo coi như cái xã hội mà
văn minh của mình như này, nó phát triển lên mà đi nơi khác mà nó rộng rãi, mà nó thoáng mát, mà nó ấy hơn thì là tất nhiên là cái nhu cầu của mình coi như là tốt thôi, không có gì cả. Nếu làm lại mà đẹp hơn, thuận hơn thì chúng tôi vẫn thích, thích hơn. Đấy, bởi vì chúng tôi là cán bộ nghỉ hưu, không kinh doanh gì. Đấy, chủ yếu là sống hai ông bà hoặc độc thân, còn con cái thì phải đi chỗ khác. Đấy, bởi vì nó hẹp quá, không ở được hai thế hệ. Cho nên là chúng tôi nguyện vọng thì nó ổn định. Thực ra thì cái khu này nó cũng lâu năm lắm rồi, phải ngót nghét phải 50 năm rồi, hơn 50 năm rồi. Thế mà bây giờ nếu mà nhà nước mà xây chuyển đổi thì cũng muốn lên, cũng muốn nhà mới. Thực ra là cũng muốn chứ không phải không. Thế nhưng mà thôi thì bây giờ thì cũng bảo là bán chỗ này đi mà mua thì ý muốn thì cũng không muốn, thì thôi thì cứ chờ nhà nước mà xây thì là chuyển thôi, chứ còn thì không có ý nghĩ nào bây giờ bảo để cái lại cái chỗ này đi, xong rồi đi mua chung cư ở cho nó đẹp. Nhưng mà riêng tôi thì bảo thôi cứ chờ nhà nước, bao giờ nhà nước xây thì theo. Thực ra là vẫn thích ở đây, thế nhưng mà nhà nó xấu quá, nó cũ quá rồi, thì nếu mà muốn ấy thì cũng được, chuyển đổi nhà xây lên mới thì cũng vẫn thích ở cái khu, trong cái khu này, chứ không muốn đi ra ngoài, không muốn đi ra cái khu khác. Khu tập thể cũ với những mảng sơn vàng cũ kỹ rêu phong, cầu thang bộ khiêm tốn với lối đi chật hẹp, những khe cửa hoa giản dị ít ánh sáng, những hành lang nhỏ lộn xộn sờn cũ, tất cả những hình ảnh vật dụng đó rồi cũng sẽ đến lúc nhường chỗ cho những khu chung cư kiểu mới, những không gian kiến trúc hiện đại đang được lên kế hoạch thực hiện. Thế nhưng, nhà tập thể, không gian sống từng là biểu tượng một thời cho không gian xã hội mới, vẫn luôn là một trang quan trọng trong lịch sử nhà ở của Việt Nam. Và hơn hết, những hình ảnh đầy cảm xúc đó luôn được lưu giữ trong ký ức đẹp đẽ của những người yêu Hà Nội. Những kỷ niệm đẹp, thân thương, nhắc nhớ về một thời, nơi con người ta đã từng sống những năm giản dị, khốn khó mà rất đỗi êm đềm ấy, gói ghém lại như một góc riêng, để rồi giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện tại, ta lại được trở về bình yên bên ô cửa cũ kỹ, ố màu, nhìn ra khoảng sân ngập nắng.